Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Diễn viên hài Hoài Linh bị bắt vì sử dụng ma túy. Chiều ngày 2 tháng 1, nhiều báo nhận được thông tin diễn viên hài Hoài Linh vừa bị bắt tại Mỹ vào chiều ngày 14 tháng 11. Vì sử dụng ma túy. Ngay sáng mùng 10, từ Mỹ, diễn viên Hoài Linh đã điện thoại xác nhận thông tin trên. Hiện anh vẫn đang đi diễn bình thường. Hoài Linh cho biết cảnh sát ở Mỹ vừa bị bắt một nhóm Việt kiều sử dụng ma túy, trong đó có một số nghệ sĩ nên mới có thông tin trong nhóm đó có Hoài Linh. Anh cũng nhận được nhiều điện thoại của bạn bè, nghệ sĩ và phóng viên Việt Nam gọi sang, hỏi về thông tin anh bị bắt vì sử dụng ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân thông cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh sinh năm 1969, ngụ quận Phú Nhuận, có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào kết quả điều tra xác minh, xác định nội dung, các tổ giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định và khởi tố vụ án hình sự vào ngày 23 tháng 11. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác tội phạm của 4 cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.